Quạt quạt. Khổ quá, ông Bách này ông đang ngồi xem cái clip thả rơi điện thoại. Cái thằng bảo bảo thằng đăng rồi thằng kia, anh em mình chả đi quay thả điện thoại như điên rồi còn gì nhở, sợ cái gì đâu. Mà nói chung là đấy là đại gia, người nhiều tiền, đâu nghèo khỉ như mình thì dùng mãi một cái 6S này mà có dám thả rơi đâu. Nhưng mà em vẫn luôn thắc mắc rằng là tất cả điện thoại được quảng cáo là trang bị kính cường lực Gorilla Glass, nó rất là chuẩn, chống xước, rồi là va đập các kiểu, nhưng mà khi mua về người dùng vẫn luôn dán một cái gọi là kính cường lực để có thể bảo vệ máy vẻ đẹp theo thời gian. Nói chung mà vẫn luôn thắc mắc rồi, về cái vấn đề này, đúng không? Đúng rồi. Cho các bạn xem iPhone 11 Pro của mình là có dán một cái cường lực. Còn Note 20 Ultra không dán, Pixel 4 XL không dán. Rồi. Chung mà trong video này thì mình sẽ chia sẻ và vén màn cái bí mật đằng sau là tại sao khi người ta mua máy về dù là kính cường lực Gorilla Glass nhưng vẫn phải dán kính cường lực thêm. Và tất nhiên còn có bí mật nữa, đó là sắp tới bọn mình sẽ đạt được 2 triệu sub, các bạn không biết được đâu. Nên mọi người hãy bấm like, subscribe, chia sẻ video với bạn bè, đặc biệt với những các bạn nữ nào mà hay dùng rơi máy nhất ấy, thì cần phải lưu ý. Đấy, điểm đầu tiên thì chúng ta cần phải xem là kính cường lực phổ biến nhất đang dùng đến điện thoại là gì. Kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 6, thứ 3 và đặc biệt là kính mới nhất bây giờ mà em biết, đó chính là kính Victus đã xuất hiện ở trên chiếc Note 20 Ultra. Và đó, thực ra thì cái kính này thì mình nghĩ là nó cũng không phải là đắt quá. Bằng chứng đó là chiếc Note 20 Ultra tại Dược Việt đang bán sau khi trừ hết quà với mức giá chỉ hơn 20 triệu đồng mà thôi. Và Note 20 thì không được sử dụng cái này đâu nha các bạn. Chỉ Note 20 Ultra là mẫu duy nhất đang sử dụng cái loại kính xịn này. Hay là những cái con như là iPhone thì cũng đang sử dụng đó là có kính cường lực luôn. Thì mọi người có thể truy cập vào link bên dưới tại Dược Việt. Kể cả các bạn mua thì thường thì các đơn vị sẽ có những cái gói bảo hành tăng thêm như rơi vỡ màn hình để các bạn có thể thay thế mức giá tốt hơn. Và tại sao thì mình sẽ đi vào cái phần sau á, về việc thay một cái màn hình này lên đến là khoảng 8 cho đến 9 triệu cơ. Nói chung ý, thì em thấy rằng là cái kính Gorilla Glass nó thường được trang bị trên mẫu flagship cao cấp, một số những cái flagship tầm trung như của là Xiaomi hay của Oppo ấy. Nhưng mà thường ấy nó trang bị kính là nó chỉ trang bị một mặt thôi. Mặt sau là nó kính có thể đời thấp hơn. Ví dụ như cái con RG Phone 3 mới nhất gần đây ấy, mặt trước của nó chỉ là kính cường lực thế thứ 6, nhưng mặt sau thì là kính thế thứ 3. Em không biết là rằng cái này là hoàn toàn là hợp lý, bởi vì về cơ bản là người ta muốn bảo vệ cái mặt màn hình trước. Nên như mình đã nói rồi, như thay một cái màn hình Note 20 Ultra là quá đắt. Và tất cả các mẫu đều như vậy, bởi vì là bây giờ màn hình sẽ được tích hợp rất nhiều thứ như là cảm biến vân tay trong màn hình, camera ẩn bên trong màn hình, hay kể cả là camera nốt ruồi cũng đều phải ảnh hưởng đến màn hình, hay là màn hình cong chẳng hạn. Thế nên mà các nhà xuất muốn tập trung là đưa kính cường lực xịn nhất lên mặt trước thôi, mặt sau thì kể cả có vỡ trầy xước thì nó không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng, đeo một cái ốp vào cũng được. Mà em cũng thử tìm hiểu thêm về cái kính Victus ấy, bởi vì đây là kính mới nhất mà được coi như là rất nhiều tiêu chuẩn rơi va đập từ 2m chẳng hạn. Trong cái video của Phone Buff, người ta đã test giữa Note 20 Ultra và iPhone 11 Pro Max. Thì ở cái bài test đầu tiên em thấy rằng là với cái mặt lưng này này thì chiếc iPhone 11 Pro Max là bị vỡ toác luôn. Còn cái Note 20 Ultra nó chỉ vỡ ở phần này thôi. Đấy, chứng tỏ một điều là kính nó khỏe như nào và chất lượng như nào. Còn mặt trước thì sao? Mặt trước là cái điểm em cực kỳ bất ngờ. Với iPhone 11 Pro Max là nó vỡ như những cái nhánh cây ấy, trông rất là kinh. Nhưng với chiếc Note 20 Ultra là không hề có hiện tượng bị vỡ, cực kỳ là ấn tượng với cái độ chắc của nó. Và các bạn có thể yên tâm là bài test của Phone Buff ấy thì là họ sử dụng một cái phương pháp là sử dụng máy thả, và cái góc thả mọi thứ là va chạm giống y hệt nhau, nên nó đem lại ta một góc nhìn rất là khách quan. Tất nhiên thực tế thì đời sống chúng ta sẽ là tùy các bạn, kiểu rơi vào đúng cái chỗ nó bị nhọn hơn một chút thì màn hình dễ vỡ vân vân, nhưng tự chung lại thì kính đã tốt hơn. Thực tế trong những năm gần đây thì chính Gorilla cũng nói rằng là họ đều chủ yếu là tăng độ bền cho chúng ta để chống vỡ hơn thôi, chứ còn khả năng chống trầy xước thì gần như không thay đổi. Thế thì nguyên nhân tại sao lại như thế? Bởi vì em nghĩ rằng là những cái chúng ta sử dụng hàng ngày ấy, như là đút vào túi quần, đút vào túi cặp hay là vướng những hạt cát, hạt bụi ấy, vì những cái yếu tố như vậy thôi mà nó rất dễ gây hiện tượng là bị xước màn hình. Tuy nó không to đâu, rất là nhỏ và phải nhìn kỹ thì mới ra, nhưng mà theo thời gian ấy, những cái người nào mà muốn bán máy đi để mua một cái máy khác nó mới hơn thì họ sẽ bị mất giá bởi vì ở những cái vết xước đấy. Vậy nên là cái kính cường lực ra đời ấy, nó sẽ cho những cái trải nghiệm vuốt nó mượt hơn này. Đúng rồi, tại vì trước đó thì thường các nhà sản xuất thì sẽ tặng một cái miếng dán dán sẵn, nhưng miếng đấy là rất là dít tay, nó không phải là cường lực, nó gần như chỉ tác dụng là chống chảy xước một cách cơ bản.
Đó. Chứ còn nếu rơi xuống thì nó sẽ là cái bị vỡ rất là dễ dàng. Đó. Và đấy cũng là lý do chính mà nhiều người là họ cũng sẽ dán, bởi vì họ có những cái thói quen như dùng điện thoại không được giữ gìn một chút. Họ muốn cởi trần cởi truồng cái điện thoại cầm cho sướng. Nhưng mà nếu mà cởi trần như này ấy, thì điện thoại mặt kính ấy quá trơn. Những cái con như Note 20 Ultra, Pixel 4 XL hay iPhone 11 Pro của mình đều đã từng rơi bởi vì mặt kính quá trơn. Và khi đó thì màn hình nếu mà vỡ thì mình đã bảo là thay đến 7-8 triệu đồng. Thì cái chi phí này quá lớn. Và các bạn phải hiểu rằng tại vì khi dán cường lực các bạn phải hy sinh là thứ nhất là cái trải nghiệm vuốt không sướng bằng. Như dán một cái miếng cường lực thì cái mép của nó sẽ bị cấn này. Và ta vuốt hai mép là sẽ không đã như là bình thường. Khi bạn dán cường lực thì ngay cả những cái màn hình cong này còn đi mất đi cái vẻ đẹp của nó do những cái viền đen của cường lực là bao xung quanh. Rồi cũng như là cái việc là các bạn thấy là nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng hiển thị. Kể cả mặc dù nhà sản xuất này đã tạo ra màn hình rất đẹp, các bạn có thể mua những cường lực cực kỳ cao cấp đi chăng nữa thì kiểu gì nó chả ảnh hưởng đến một cái phần nào đấy hiển thị chúng ta. Xin nhắc lại, đó là chúng ta bỏ tiền ra mua, dùng bằng cách nào là việc chúng ta. Mình đây có những máy như iPhone thì mình vẫn dán, những máy như Note thì mình không dán, Pixel mình đã từng dán và mình đã bóc ra vì tùy theo sở thích của chúng ta thôi. Thế nên mình sẽ để các bạn quyết định bên dưới là các bạn có dán cường lực điện thoại hay không, và hãy chia sẻ bạn bè để thấy rằng là việc dán cường lực á thì cũng ảnh hưởng và cũng như cần thiết. Đừng có nghĩ rằng cứ Gorilla Classic là không dán. Gorilla chỉ tăng cái độ bền để tránh vỡ, còn xước thì gần như không thay đổi qua các năm. Bởi vì theo giải thích thì là cái độ cứng thì sẽ đồng nghĩa với việc khả năng chống trầy xước kém. Còn nếu các bạn mà làm nó mềm dẻo một chút thì tất nhiên là khi đó là câu chuyện hoàn toàn khác. Và ở đây thì họ ưu tiên về việc là không bị vỡ khi rơi mà thôi. Và các bạn nghĩ sao? Chỉ cho bọn mình biết ý kiến bên dưới nhá. Để bọn mình chuẩn bị sẽ cho Bách nghỉ việc, hẹn anh em các video này sau. Ủa ơi, kinh thế, có những clip này. Mày diễn gì mà cùi thế nhờ? Tất nhiên clip này kinh rồi nhưng chú diễn trông không kinh gì cả, phải thế này.